Tuấn xin được mến chào tất cả mọi người đang xem video trên kênh YouTube của Tuấn. Thì những lời nói mở đầu của video cho phép bản thân Tuấn được gửi đến tất cả mọi người của video của mình lời mến chúc sức khỏe, bình an trong cuộc sống và một lời cảm ơn chân thành vì đã mọi người mình có nhà hứng để bấm cho qua video này. Thì hôm nay chuyện con của Tuấn về dưới quê nha mọi người. Đó. Còn Kem đang cô đang bế ảm. Đây, đồ đạc chuẩn bị hết rồi. Sẽ di chuyển từ Biên Hòa Đồng Nai xuống bên ngoài là Định Quán. Cũng thuộc tỉnh Đồng Nai luôn nha mọi người. Mọi người mình theo dõi video này nếu có cảm thấy yêu thích hay quý mến thì hãy nhớ dành tình cảm cho kênh của Tuấn bằng cách bấm một like, một đăng ký kênh, chuông. Chọn chung rung để theo dõi dài lâu nếu mọi người cảm ơn với kênh của Tuấn. Tuấn xin chân thành cảm ơn tình cảm mọi người rất là nhiều. Kiểu gì? Đi xuống cho nó cột rồi đấy nè. Xuống cột rồi á. Cái ba ly đỏ này, hồng này để chút xe của em được nè. Nhưng cái ba ly hồi trước khó chịu lắm, nó cứng, chân điện lần rồi. Còn sao cho nó căng xe. Đi cùng với mình hôm nay có người bạn Kiên Nguyễn hỗ trợ mình đồ đạc để đưa con về quê nha mọi người. Đây. Đồ đạc thì sắp xếp cột lên xe xong rồi nha mọi người. Bây giờ hiện tại là 1 giờ 9 phút buổi chiều ngày mùng 10 tháng 10 dương lịch năm 2021. Xe của Tuấn thì đi không chở vợ bầu đi sau. Chuẩn bị xuất phát nè. Từ 3 tháng tính dịch này giờ này để tính chuyện thôi mọi người. Cầm gáo áo mũ lên cho rồi nắng cố nắng em ấy cầm lên á cầm áo rồi cố lên rồi nắng. Giây phút chia xa. Bên đây cũng chắc gần 6-7 tháng rồi chứ. Ừ. Cho mình Tuấn là từ lúc 6 tháng từ Định Quán lên này. Giờ này là 13 tháng rồi. Nắng chịu. Chịu cái mùa đó thôi, đợi cái mùa đi lên con được. Nắng chịu với Khang. Nắng chịu với Khang. Đợi tí đi rồi đậu á, nó ngủ đậu. Đang ngồi quay ngược lại ôm mình á.
Điện đổ rồi nó chịu, rồi nó lên nó khó chịu. Tí nữa dừng là chỉnh lại luôn. Tuấn chở con gì tới nhà ngoài đây nha mọi người. Đây, ở ngoài đây đi tầm 2 tiếng đó mọi người ạ, 2 tiếng hơn. Rồi đây là nhà ngoại, nghỉ ngơi chút rồi Tuấn quay tiếp. Sau 6 tháng con của Tuấn mới quay lại nhà ngoại nha mọi người. Dạ anh cảm thấy cũng khá lạ lắm. Để xong là ở nhà ngoài tới lúc 6 tháng là xong 6 tháng là lên phòng trọ tới với bây giờ cũng đưa về lại đây. Đó. Rót miếng nước ra. Uống nước ngọt gì không, tao đi mua cho. Mời bạn nè, thôi nói chung là thay lời cảm ơn bạn đã cùng mình đồng hành hộ tống đồ đạc của con mình về tới nhà ngoại an toàn, bình an. Có dịp thì hậu tạ sau nữa. Tuấn xin nhắc lại nhà ngoại của con Tuấn là ở Đình Quán, Đồng Nai nha mọi người, 64 này. Thì mọi người chúc chắc tầm tối tối là Tuấn lên lại rồi. Để ngày mai thứ hai tiếp tục công việc đi làm công nhân. Đi mấy tháng gì ông nội bà ngoại, bà ngoại thấy lạ lắm hết. Ở chừng tuần nó mới quen lại chứ. Ai đứa cũng quen rồi, má má đi nó quen rồi đó. Rồi từ nay con ở đây, chứ cuộc sống mưu sinh cho nên phải đành xa con cái. Nên thời gian rồi đi. Chưa, con chưa có người yêu mà. Đấy bà bốn đứa đấy, có được đứa nào? Mình dép rồi. Thì tí lưu niệm con ở nhà ngoại chút anh. Mai xíu ba ba. Kêu nghe la la lòn mai xíu ba bụi. Nhìn mai xíu ba. Mà ngoại giờ đi chợ nấu nướng ăn tối. Nhờ tranh thủ ăn cơm mà chiều tối nha mọi người. Rồi vợ chồng Tuấn với lại bạn Kiên Nguyễn kia tranh thủ lên lại Biên Hòa. Muốn ở lại với con lắm nhưng mà thấy thời tiết ngoài mưa rồi. Tranh thủ ăn rồi lên lại chứ không mưa đi cực lắm. Tranh thủ
không biết còn thêm nữa rồi Tuấn tranh thủ chạy lên lại cho mọi người. Sao ba mày phải nghe động bà nha, cuộc sống mưu sinh mà chấp nhận sao con cái thôi. Cũng đi. Ủa này chắc chắn là chắc mình nhớ khóc gì lắm này, một hai đêm đầu. Rồi các bạn thắng. Và mẹ bế ẩm thêm lắc nữa. Rồi cái video mà Tuấn quay đưa đứa con Tuấn về bên ngoài đến đây cũng xin phép được kết thúc. Mong muốn được gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.